Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm có tên là Murad Wrap Collagen Infusion Folip. Đây là bao bì của sản phẩm. Mọi người có thể thấy được logo Murad in nổi ở đây. Thể tích của sản phẩm là 10ml tương ứng với lại 0.3 oz. Trên vỏ hộp thì sẽ có thông tin về sản phẩm bằng tiếng Việt. Mọi người có thể thấy về nơi phân phối ở đây và sơ qua về hướng dẫn sử dụng ở đây. Đây là bảng thành phần của sản phẩm, có thể thấy là có rất nhiều thành phần trong cái serum này. Còn đây là hạn sử dụng của sản phẩm 6 tháng kể từ ngày mở nắp. Ở dưới đáy hộp thì sẽ có mã vạch của sản phẩm. Và ở đầu hộp thì sẽ có tem chống hàng giả. Bên cạnh đó là mã QR của sản phẩm. Sản phẩm này có những công dụng như là dưỡng ẩm cho môi, làm mờ nếp nhăn, giảm thâm và giúp môi căng mọng. Bây giờ thì mình sẽ mở cho các bạn xem sản phẩm bên trong nha. Sản phẩm này rất là xinh. Nắp này rờ rất là sướng tay, rất là mịn. Tương tự như trên hộp thì nó cũng sẽ có tem chống hàng giả và những thông tin khác. Các bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm ở phần mô tả bên dưới. Hy vọng mọi người thích video lần này. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên bấm like và subscribe kênh channel của mình nhé.